Liverpool đã thi đấu giữa ấn tượng để giành chiến thắng 7-0 trước Manchester United ở cuộc so tài tại vòng 26 giải Ngoại Anh. Ở trận đấu này, Cody Gakpo, Darwin Nunez và Mohamed Salah mỗi người ghi cú đúp. Bàn thắng còn lại thuộc về Firmino. Chiến thắng 7-0 trước Manchester United giúp lữ đoàn đỏ đứng vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng. Họ áp sát top 4 Ngoại Anh khi có 42 điểm, kém đội đứng trên là Tottenham 3 điểm nhưng đã ít hơn gà trống một trận. Theo thống kê của Opta, đây là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử của Liverpool trước Manchester United. Trước đó, vào tháng 10 năm 1895, Liverpool đã đánh bại Manchester United với tỷ số 7-1. Về phía Manchester United, đây không phải là lần đầu tiên đội bóng này thua 7 bàn trong một trận đấu. Quỷ đỏ đã thua cùng với tỷ số 0-7 trước Wolves vào tháng 12 năm 1931, Aston Villa vào tháng 12 năm 1930 và Blackburn Rover vào tháng 4 năm 1926. Về phía cá nhân huấn luyện viên Erik Ten Hag của Manchester United, chứ được rằng Hà Lan có trận thua đậm nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình. Trong khi đó, với cú đúp vào lưới của Manchester United, Mohamed Salah trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử của Liverpool tại giải Ngoại Anh với 129 bàn sau 205 trận.